có những kẻ ở trong nước được sống, được lớn lên ở cái chế độ này, được hưởng cái sự bình yên. Nhưng vì những đồng tiền dơ bẩn, vì những động cơ đê hèn gì đó, cũng nói ngược lại, không phản ánh đúng sự thật. Và một số kẻ đã bị pháp luật cho vào nhà đá, nhưng vẫn còn đây đó, còn có những bọn tiếp tay cho bọn chống cộng ở nước ngoài. Đó là những tên như Linh Mục Nguyễn Duy Tân, như thằng Đặng Hiếu Nam, như Nguyễn Đình Thục. Vẫn tuôn ra những cái lời lẽ bịa đặt vu cáo. Và thậm chí có những kẻ cũng là xưng danh là yêu nước, nhưng mà lại cứ nhằm vào những người cờ đỏ, cứ nhằm vào những người đang phản biện lại cái bọn phản động, hạ thấp uy tín, làm mất sức chiến đấu của những người đang có những bài nói chuyện rất có tác dụng và cũng rất hay trên mạng xã hội này. Vậy mục đích của họ là gì? Họ yêu nước theo kiểu gì? Khi mà chúng ta nhìn lại bạn bè của họ toàn là những cái tên mồm thối ở nước ngoài, thì ngoài những cái nỗi bức xúc, những nỗi bực dọc đối với lại cái bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài cũng như là bọn phản động ở trong nước, thì Trần Ngơ cũng rất vui và rất mừng, bởi vì đã có rất nhiều những người bạn trẻ có những nhận thức thật đúng đắn. Họ đã có những bài nói chuyện vô cùng sắc bén và cũng kịp thời, cũng rất hay để phản biện lại những cái lời lẽ phản động cũng như kích động, cũng như bịa đặt xuyên tạc của bè lũ chống cộng và bè lũ dân chủ của trong nước. Trần Ngơ rất khâm phục và rất ngưỡng mộ những người bạn trẻ đó. Đó là những chùm sò. Có một bạn nam gì ở cái kênh Tây Đô TV á, bạn đã có những cái bài viết ngắn thôi, với một cái giọng văn hài hước nhưng mà lại có cái tính chất phản biện rất là cao. Trần Ngơ rất thích những người bạn trẻ đó. Và ở đây chúng ta có thể kể ra rất nhiều những cái người rất tích cực và Trần Ngơ rất ủng hộ và cũng rất ngưỡng mộ họ. Đó là những Thái Ngọc Nhiên, những Huyền Lương, những Nguyễn Hài, những Nguyên Hồng, những Phương Nguyễn, chị Tài Nguyên, Ngọc Nguyễn, Nguyễn Phúc Hưởng. Dưới con mắt của Trần Ngơ, họ là những người dũng cảm. Họ là những người mà Trần Ngơ rất thích, rất khâm phục, và Trần Ngơ luôn ủng hộ họ, bởi vì họ cùng có chí hướng như Trần Ngơ là muốn đập tan những luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng hải ngoại cũng như là bọn dân chủ cội ở trong nước. Nhân dịp năm mới sắp đến, Trần Ngơ xin chúc những người đồng đội của mình, còn nhiều người nữa nhưng mà Trần Ngơ ngay lập tức thì không nhớ hết tên, chúc những bạn cờ đỏ, chúc những người bạn, những người đồng chí hướng với Trần Ngơ luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn giữ vững ý chí và khí tiết của những người, dù chúng ta là những người dân bình thường, nhưng chúng ta giữ vững khí tiết để bảo vệ cái nền hòa bình này, bảo vệ cái sự bình yên, để góp phần làm cho xã hội trong sạch. Và Trần Ngơ cũng xin gửi tới những bè lũ chống cộng cực đoan ở nước ngoài rằng các người không có một tí tư cách gì, không đủ tư cách và không đủ nhân cách để đòi hỏi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải thế nọ, phải thế kia. Các người không đủ tư cách để phản biện. Tốt hết, hơn hết là các người câm cái miệng lại, để được cộng đồng ở ngoài hải ngoại còn được nhìn nhận đây là những người Việt, đây là những người nước ngoài gốc Việt,
Còn với con mắt của Trần Ngơ thì lũ chống cộng hải ngoại đã là những kẻ người Việt bị biến đổi gen, bởi vì chúng ăn gian nói dối, chúng xuyên tạc bịa đặt, chúng muốn dân tộc Việt Nam này bất ổn để thỏa cái sự hận thù, thỏa cái lòng đố kỵ ganh ghét của bọn chúng. Nhưng thực tế đã cho chúng biết rất rõ ràng mà chúng vẫn chưa chịu mở mắt ra, rằng nếu chúng cứ luôn chê bai những người cộng sản, luôn tự huyền hoặc mình, thì muôn đời vạn kiếp bọn chúng cũng không thành công, và bọn chúng sẽ chết trong sự tức tưởi vì thù hằn, chết tức tưởi vì đố kỵ và ganh ghét. Đây là bài nói chuyện cuối cùng của Trần Ngơ trong năm Đinh Dậu. Và một lần nữa Trần Ngơ xin được cảm ơn sự có mặt của các bạn đã ghé thăm Trần Ngơ. Đặc biệt chúc đến những bạn cờ đỏ, những người đồng đội, đồng chí của Trần Ngơ. Trần Ngơ rất yêu quý các bạn và luôn ủng hộ các bạn.